Chào quý vị các bạn thân mến. Hôm nay hai anh em thực hiện thử thách săn mồi rối rừng. Oh my god! Wow! Dụng cụ săn mồi bao gồm có dựa phát dọn, xẻ xúc đất, cúc đất. Ôi, làm mệt đấy. Hành trình thực hiện thử thách của hai anh em đã đến nơi hàng rối. Hai anh em đang phát dọn sạch cây cỏ chỗ hàng rối. Để chuẩn bị đào hang rối. Sau khi phát dọn xong, anh em tiến hành đào hang rối. Trong quá trình vừa đào vừa xem kỹ rối còn hay chui ra ngoài qua lỗ khác. Đào hang rối không phải dễ như quý vị nghĩ, phải đào từ từ mới được. Và đây mới gọi là thử thách săn mồi rối rừng. Cực kỳ gian nan vất vả khó khăn mới kiếm được mồi rối rừng. Đến giờ anh em đào thông lỗ rối rừng rồi. Hai anh em tiếp tục đào vì con rối ẩn sâu trong hang. Đào xong sau đó hai anh em kết hợp đổ nước vào hang. Làm cho con rối không thở được vì thiếu oxy. Đồng thời nó sẽ chui lên mặt nước để lấy oxy. Cuối cùng sau đó hai anh em mới bắt được con rối. Và tiếp theo anh em đang thui sạch lông, chế biến thành món ăn ngon. Thank you.
và được chế biến ướp muối gia vị đã xong chuẩn bị nấu cho chín. Và video thử thách săn mồi rúi rừng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.